Các bạn thân mến, chưa bao giờ cổ phục, đặc biệt là áo dài xưa trở lại mạnh mẽ như bây giờ. Dành thời gian và công sức tìm hiểu cổ phục nhà Nguyễn với mong muốn lan tỏa những giá trị đẹp trong văn hóa nhà Nguyễn rộng hơn ở hai khu vực miền Nam và miền Bắc. Đó chính là công việc và đam mê của chàng trai chỉ đích Trần Quang Minh Tân. Ngay bây giờ hãy cùng gặp gỡ trong một bạn trẻ. Lần đầu tiên chứng kiến những cơn mưa tầm tã kéo dài, Trần Quang Minh Tân, chàng trai đến từ Biên Hòa Đồng Nai, như hiểu hơn về Huế. Dù đến Huế chưa lâu, nhưng chàng trai 9X đã cảm thấy thành phố này rất gần gũi và muốn gắn bó lâu dài. Vốn tiếp cận với áo dài từ nhỏ, Minh Tân đã sớm có một tình yêu đặc biệt với áo dài và các trang phục truyền thống của Việt Nam. Mình có cái niềm đam mê về văn hóa lịch sử và tự hào về cái dòng chảy văn hóa của Việt Nam mình xuyên suốt hơn 1.000 năm. Và sau đó thì bắt đầu mình dấn thân vào việc là tìm hiểu sâu hơn và đặc biệt là những cái văn hóa trang phục triều Nguyễn. Đó là một cái cơ duyên, tuy là mới nhưng mà đối với mình nó là một cái gì đó mà thật sự mang đến cho mình một cái niềm đam mê nhiều lắm. Tốt nghiệp chuyên ngành xã hội học tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, chàng trai 9X đã chọn theo đuổi nghiên cứu và phát triển cổ phục. Huế, mảnh đất gắn liền với nhiều di tích lịch sử có giá trị, và đó cũng chính là lý do Minh Tân chọn vùng đất này để tiếp tục lan tỏa những tinh hoa văn hóa thông qua cổ phục. Thật sự khi chúng ta tìm hiểu về Huế, về những trang phục, về những giá trị văn hóa mà cha ông tại Huế đã để lại, thì rõ ràng là mình có một cái tình yêu, một cái nhân duyên to lớn đối với Huế. Không phải là một cái điều bất chợt, mà qua quá trình tìm hiểu về cách sống, về những cái triều đại đã đi qua, về những biến thiên lịch sử, mình lại càng yêu Huế nhiều hơn. Để có thể phục hiện được những trang phục của người xưa, người thợ cần sự tỉ mẩn, khéo léo và kiên trì. Ở chàng trai này, con có thể cảm nhận sự tâm huyết. Bằng những tư liệu hàng hẹp, chàng trai trẻ đã mất khá nhiều thời gian để phục hiện chiếc áo Nhật Bình theo hoa văn dành cho bậc công chúa. Sản phẩm mà áo Nhật Bình thì Tân cũng đã mô phỏng lại được vài sản phẩm. Đầu tiên là chiếc áo Nhật Bình theo hoa văn dựa trên mẫu áo Nhật Bình của công chúa. Mình áp dụng kỹ thuật thêu vi tính, là kỹ thuật thêu hiện đại, nó thay thế cho việc thêu thủ công, nó giảm giá thành và cái thời lượng sản xuất, nó chỉ mang tính tương đối, mô phỏng về hình dáng, về họa tiết. Với Minh Tân, tìm hiểu trang phục cổ cũng chính là cách kể thừa những tinh hoa mà bao thế hệ tiền nhân đã tạo dựng. Và đến nay, Minh Tân đã phục dựng được khá nhiều trang phục cổ. Cái khó nhất là tìm được những cái đối tác cũng như là những người nghệ nhân mà có thể cùng nhau hợp tác và thực hiện là những cái cổ vật này. Dĩ nhiên, cái vấn đề cốt lõi đó là về giá thành. Nếu giá trị quá cao như là những hàng phục chế nguyên bản thì nó sẽ khó tiếp cận được với những các bạn trẻ. Cho nên đó là một cái bài toán kinh tế mà phải trăn trở rất nhiều. Các cái sản phẩm hiện nay mà mình có thể mô phỏng lại, đầu tiên là một chiếc mũ xuân thu được mô phỏng là kết bằng lông đuôi ngựa, và các cái trang sức dành cho quan võ hàng từ ngũ phẩm đến tứ phẩm. Cái thứ hai là một số cái kim khánh, thực sự đây là những cái huy chương của chế độ phong kiến mà trước đây vua ban cho những người có công với triều đình. Và một sản phẩm nữa đó là Đại Nam Long Bội Tinh. Thực ra đây là một cái sản phẩm giữa cái nền văn hóa giữa Pháp và Việt, nhưng mà đây đánh dấu một cái bước đầu tiên về cái huy chương của Việt Nam. Tham khảo tư liệu qua sách báo, hiện vật, thường xuyên tham dự triển lãm hay đi điền dạ tại cả công trình lăng tẩm, di tích xưa là cách chàng trai trẻ có thể tìm hiểu về những vốn cổ. Hiện nay thì các cái nhóm hội về cổ phục
của Việt Nam từ Nam chí Bắc rất phát triển, và Tân là một trong những nhân tố để tạo nên cái sức lan tỏa cho việc giới trẻ tiếp nhận những cái trang phục cổ cũng như cái truyền thống gia ông đã để lại. Quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về Huế của Tân rất là am tường, thực sự là đáng trân trọng với một người trẻ. Mong muốn đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với những người trẻ, chàng trai trẻ luôn cảm thấy hào hứng khi theo đuổi nghiên cứu cổ phục. Trước đây chúng ta xem những cái cổ phục triều Nguyễn thì đa phần là xem qua Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, những tư liệu về hình ảnh, về hiện vật mà được bảo tàng mô phỏng phục chế lại. Nhưng mà do qua một cái lớp cửa kính, qua cái giá trị hiện vật cho nên là chúng ta không có thể tương tác và trải nghiệm được. Lần này thì Tân muốn đem đến cho các bạn một cái sự tương tác, các bạn có thể mặc được, trải nghiệm được và phối hợp với kiến trúc cổ của Huế để tạo nên những bức ảnh đẹp, tạo nên những trải nghiệm mới cho các bạn trẻ. Không phải chỉ riêng các bạn trẻ ở Huế mà du khách đến Huế sẽ có dịp để trải nghiệm cái việc này. Những trải nghiệm đầy thú vị như thế này cũng là cách để người bạn trẻ chia sẻ nhiều hơn những nét đẹp văn hóa của người xưa. Tân mang đến việc tái hiện lại vấn khăn lương. Dĩ nhiên là vẫn chưa thật sự là thuần thục như các mẹ ngày xưa, nhưng mà việc vấn khăn này muốn đem đến cho các bạn một trải nghiệm mới, và cũng như một cái hình ảnh xưa được tái hiện cho các bạn thấy được nét đẹp của phụ nữ Huế xưa. Không chỉ là những kiểu tóc tân thời, mà còn là những cái kiểu tóc mà mang tính về điển lệ và về quy chuẩn của triều đình. Anh Tân là một người tuy là rất trẻ nhưng là biết tìm tòi, nghiên cứu và phát triển những nét văn hóa của thời xưa. Sau ngày trải nghiệm hôm nay thì mình cảm thấy là được quấn khăn lương, được mặc áo dài ngũ thân thời xưa thì đối với mình là mình cảm thấy rất thích thú và hiểu thêm về nét văn hóa của Huế thời xưa. Thật đáng trân quý khi giữa dòng chảy của nhịp sống hiện đại, những người trẻ như Trần Quang Minh Tân vẫn luôn hướng về nguồn cội để gìn giữ, phát huy và lưu truyền những tinh hoa cổ phục Việt.